chào mọi người nha. Đây là món gục bị hư nốt rồi nè. Cái chấm này kêu bằng nốt rồi nè. Hư dạt. Quá chín. Không có mang bằng bao tài, không có mang bao tài bẻ ăn trái. Đi không có đem bao tài theo. Về chơi lều bẻ đại ăn trái nè. Về hồi gỡ gai. Cái này ăn rất ngon à. Cắt ngọt lắm à. Không đó mọi người. Sớm à. Mùi nó rất là thơm. Chào mọi người nha. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha.